Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau thứ hai ngày 21 tháng 8 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 9. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 6, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8782, 0719, 2575. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8205. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 85219, 10485, 96642, 21550, 83013, 50267, 28231. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 36406, 57214. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 62556. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 02647. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 5532224. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 5532224.